Đấy. Các bạn đứng 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 vào thẳng hàng. Thẳng hàng. Rồi, đây cũng chưa thẳng hàng này, đang trước mặt đây. Đây này. Các con đứng thẳng hàng vào đi. Các bạn cầm phiếu nhé, các bạn nhớ cầm phiếu ở trong tay nhé. Có bạn nào là hờ mến ca sơ không? Rớt phiếu đây, cô đang nhập đây này. Hờ mến ca sơ là bạn nào? Đây, ai là hờ mến ca sơ nhỉ? Bạn nào là hờ mến ca sơ? Cởi áo khoác ra con. Cởi áo khoác ra rồi mặc áo này nhá. Dập. Đây đây đây. Cái gì vậy đâu khoác mà. Cởi áo khoác ra, cởi áo khoác ra. Cởi áo khoác ra đi. Rồi mặc luôn nghe. Lại bán người Nam rồi. Này mặc luôn. Cởi áo khoác ra con. Cởi cái áo khoác ra chứ không nóng con. Các bạn hồi nãy sẽ được quà xong rồi các bạn về nhé. Còn bạn nào đi nhận quà mà quên phiếu ở nhà ấy, thì mình sẽ gặp cô sau nhé. Đúng không? Ờ, hai bạn lưu một đây. Con đây. Hôm nay đại diện dự án nụ cười nhân ái gồm có những nhà mạnh thường quân và nhà hảo tâm ở nước ngoài và cũng như ở Việt Nam tình thương yêu đến các em học sinh vùng cao. Dự án này mang 10.000 áo ấm đến 11 tỉnh thành ở vùng cao, trong đó là miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk và có huyện Krông Bông của chúng ta. Chúng tôi đi từ rất là xa, từ Đà Nẵng, Bình Định và rất là nhiều nơi đến đây để trao tặng cho các em. Hy vọng là các em sẽ thích món quà này. Và chúng tôi mong rằng các em hãy cố gắng học tập thật tốt. Cho cô hỏi là các con có thích hạnh phúc không? Nói to lên. Không, không. Thế các con muốn làm gì để hạnh phúc? Và kiến thức là hạt giống của cây hạnh phúc. Các con là những cây hạnh phúc đang lớn dần lên. Muốn cái cây tốt khỏe thì mình phải làm thế nào? Là các con phải chăm bón, học tập cho có nhiều kiến thức. Thầy cô và bố mẹ sẽ giúp đỡ cho các con học giỏi. Nhưng mà các con không học thì không bao giờ giỏi được. Đó vậy là cô mong muốn là thêm nhiều hơn, đến lớp đầy đủ. Một lần nữa xin thay mặt chính quyền địa phương, ban giám hiệu trường tiểu học Giang Mau và tiền nhân gian, cũng như là các bạn tình nguyện viên của tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho dự án chúng tôi đến đây để trao tặng thương yêu cho các em. Xin cảm ơn. Nguyệt ơi, cho chị xin lại cái danh sách Nguyệt ơi. Nhìn này, cô chụp nhá. Bình,
mẹ về. Các bạn ơi, chưa có bánh này. Nguyệt ơi, lấy bánh cho mấy mấy bạn này. Các bạn ơi đây. Ơi.